7 là 7XR nha các bác. Mới về trong sáng nay. Thì hiện tại bên em có một con 7 là 7XR này và những con 7 là 7 LX Tra, 7 là 7 MR. Đấy, 7 là 7XR thì nó thầm dòng high end mạch vàng, cũng như là hầu như tất cả cái kết cấu của nó là đều mèo vàng, như là ốp cổ này, mèo này. Nó dòng high end nhưng mà đời cao. 330W, đánh hai cầu loa AB A cộng B, trở kháng là 4 tới 16 ohm. Có cổng ba lăng và tất cả các rack đều màu vàng. Con này thì công suất khỏe, chạy 8 sò. Các bác có thể ghép vang hát karaoke với những cặp loa boss hay là những cặp loa vừa, có thể nghe nhạc và hát karaoke. Này rất là xuất sắc nha. Em sẽ qua để các bác cùng xem. Giá nó là 18 triệu 500 ngàn. Đã bao gồm phí ship hay là phí trên nóc của âm ly. Mát cực đẹp nha. À, mèo vàng gold. Đây là phía trước em nó. Hai cầu loa. Các bác có thể chỉnh bass chép nha. Bass chép low net đầy đủ cho các bác nha. 35 volume tổng, chuyển kênh. Máy rất đẹp để các bác mình ghép loa. Những dòng này các bác chơi được loa RB, loa Mỹ, loa Nhật, loa châu Âu đều tốt. Nhưng dòng loa cây thì quá như con này uy lực, các lực nó khỏe. Tiếng nó tốt, mạnh. Độ chi tiết thiên về high end, nói về dòng đời cao của Sansui. Ốp gỗ là vân đá, vân đá kiểu như những cặp boss 363 và 464 nha. Đấy, bác nào chốt con này thì alo cho em nha, chỉ không đủ thì em bớt vài trăm, cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu cho em ship hàng. Đấy, các bác cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại này nếu như thích những sản phẩm mà các bác đang cần. Đấy, 7 là 7XR. Được kiến công nha. Mười tám triệu năm nha bác, nó bằng giá con lợi tra nha. 7 là 7 lợi tra và 7 là 7XR đồng một giá. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con 7 là 7XR. Đấy, cấu hình nó là hai tụ nguồn, một tụ tròn, một tụ vuông và một cái tăng phô rất là lớn. Mỗi vé là chạy 4 sò nha, thì mỗi vé chạy 4 sò. Đây, mỗi vé đối diện nhau, trái phải. Đây là sexy. Tinh tinh. Giá trên là em đã bao gồm phí ship cho các bác nha. Máy rất đẹp nha các bác. Máy chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Đây, các bác thấy cục tăng phô to. Nó mang công suất lớn, lực đánh và chịu đòn cực kỳ phê. Đây, các bác thấy phía trên này. Đây, mới tinh luôn nha. Các bác mình chơi boss, chơi những dòng loa vừa nghe nhạc như là sạc Queen Vega, vân vân. Các bác có thể ghép một con vang lên và có thể nghiêu nga karaoke gia đình mỗi cuối tuần. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.